trường cấp 1, 2 của Mỹ Yên, Bến Lức, Long An. Ở đây thì kế bên ủy ban Mỹ Yên luôn. Đây, trường cấp 1, 2 của Mỹ Yên. Từ trường cấp 1, 2 Mỹ Yên nè, Nguyễn Văn Hiển, cấp 1, 2 Mỹ Yên, trường Nguyễn Văn Hiển. Đi vô miếng đất mình khoảng chừng 300m tới rồi. Văn Thanh chạy cho bà con mình coi. Đường này rộng khoảng chừng 8m, 8m nhưng mà lọt lòng khoảng chừng 6m thôi. Đất mình nằm hướng đông. Đông nha. 5 x 25. 5 x 25. Hai nền liền kề, người ta bán hai nền liền kề. 5 x 25, hai nền này người ta bán chỉ có 2 tỷ 3 thôi. Ở đây là 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà con mình muốn tìm hiểu thì mình lên mạng Google Map, mình bấm là Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên nha. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên thì mình sẽ ra được vị trí của khu vực này. Ai cần thì alo cho Văn Thanh nha bà con, 078 666 8368. Rồi, Văn Thanh xin chào tất cả bà con.